đi nè. Quay có thẹp đâu. Tao giống nè. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đang có mặt tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha. Trong ngày hôm qua thì khu vực này cũng xảy ra vụ sạt lở rất là nghiêm trọng, nhấn chìm một số vườn tược và đất đai của bà con ở khu vực này. Thì bữa nay Cao Tùng Vlog có mặt tại đây để mà cập nhật tình hình mới nhất nha. Và ngày hôm qua thì cũng nhiều nơi xảy ra lốc xoáy và tóc nóc rất là nhiều căn nhà ở khu vực Tiền Giang, và ở Bến Tre cũng vậy, cũng bị tóc nóc một số căn nhà nữa. Rồi bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ đi vào trong để mà tiếp cận cái hiện trường mới nhất, cái khu sạt lở nha, cũng như là cái địa điểm lốc xoáy nhiều căn nhà. Giờ này là 1 giờ 50 phút ngày 28 tháng 7 năm 2024 nha. Thì bây giờ thì Cao Tùng Vlog sẽ tìm đường để mà qua cái khu sạt lở nè. Ở đây ở ngoài cánh đồng rồi, nghe nói là cái khu sạt lở cũng gần gần đây nè. Bây giờ Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục đi tìm kiếm cái nơi mà cái vị trí chính xác cái khu sạt lở nha. Quay cái vườn này nè. Gần gần nè. Cái cây quay được cái gì đâu rồi, sợ vậy. Nó gớt xuống nó dằn nước lên. Nước nè, nước nè. Đổ ra tay nè, xuống nè. Ê. Xuống đàn vô nước vô xuống ra. Đó, đó nè. Trời ơi, đó. Mẹ mà muốn chạy đi nè. Thấy có thẹp đâu. Tao vô nè. Quay ở đây luôn cho nè, đó. Thấy có được gì đâu. Được, mà đúng rồi đây, mở máy quay tao cũng đủ mẹ, cái là cái mẹ là cái mẹ tự giật kêu. Tới giờ tao mở không cho đủ để lại một nhà gì đó đủ mẹ trăm thước để lại cái này cho hết hồn nhé. Nè nè, nè lưu lại cái khoai này coi. Tốt là lưu à, tốt là lưu à. Để mất của khoai nữ thoát rồi luôn hả? À, sạt lở là ở chỗ nào chú? Dạ hồi hôm qua là sạt hồi nào chú? Sạt 2-3 bữa nay chẳng. Dạ 2 bữa nay ha. Nghe nói là nhiều không chú? Chắc công mấy gì vậy? Dạ công mấy hả chú? Dạ đó, tới cây bằng cho đó đó, sát dưới cây bằng đó. Chỗ cây bằng, qua cây bằng là tới hả chú? Ừ, qua cây bằng đó tới đó. Dạ sạt vô công. Dạ tại con thấy không có cái chỗ lội nên con phải mượn cái xuồng nè. Dạ đó, ba lại đằng đó đó. Dạ dạ. À, cái bè này của mình hả chú? Đó, bè này của người ta. Dạ. Đóng công cho người ta. Dạ dạ. Hôm nay lấy nước ngọt, lấy nước ở đây nha chú, giữ cái bè đây hả chú? Ừ. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha chú. Rồi rồi. Dạ. Bay qua cái bằng đó đó. Đó. Dạ dạ. Sạc qua nó, mấy cái đẹp kia nó công sắt cái trần, sạc 3 cây dừa đổ xuống cái gì bè, công ba dây bè, công sắt luôn hả? Công sắt mấy bè cây bè luôn hả? Mấy bè luôn hả? Công sắt mấy cái bè này luôn á. Dạ dạ. Xuống đó là gặp cái gì? Dạ dạ dạ. Ở phía chỗ cái bằng này nghe chú gì bạn ơi. Mình phải di chuyển bằng xuồng nha.
chung là khó vô cái chỗ quay chỗ khu vực này là rất là khó nha. Không có chỗ để lò bộ, chỉ là mượn một chiếc xuồng để bơi ra phía ngoài quay cho cô chú chị bạn xem. Đây, cái con sông ngay nằm ngay cái con sông Tiền luôn nha. Rồi sau khi mình bơi qua một đoạn sông á, mới tiếp cận được cái hiện trường nơi mà xảy ra vụ sạt lở ngày hôm qua này cô chú anh chị. Có một đường đi qua nhưng mà do là nó bị lở và bị chìm xuống sông rồi nên là mình đi xe vô không có được nha, phải bơi cái xuồng qua đây nè. Nói chung là cái hiện trường này là tiếp cận rất là khó khăn luôn. Nó một số cái hàng dừa phía ngoài đó xa ra gần tới ở ngoài cái bè đó luôn là nó lở hết luôn nha, nhìn rất là kinh khủng luôn. Hồi nãy mình bơi bên kia bơi qua đó, nó cái hàng dừa ngoài đó là nó lở xuống hết rồi đó. Đứng xa xa ngoài đây mình cũng thấy rất là nguy hiểm nè. Rồi đầu clip thì coi Tùng Vlog cũng cho cô chú anh chị xem một hình ảnh mà của bà con cô bác quay trực tiếp ngày hôm qua luôn á. Phải nói là nhìn cái cảnh tượng là hãi hùng luôn. Một cái cây dừa khoảng tầm 10 mét, gần cả 10 mét nha, là bị nhấn chìm xuống sông một cái một luôn. Phải nói là cái con sông Tiền này nè nó cũng rất là sâu nha, đặc biệt là cái nơi sạt lở này nè. Phải nói là nhìn kinh khủng luôn á. Tới bây giờ bữa nay mình đi ra đây mà mình thấy cảm giác là mình còn hơi sợ sợ nữa. Sợ là nó sụp xuống nữa. Quá trời thấy ghê rồi. Mấy cái dừa này nè. Nhìn thấy kinh khủng luôn trời. Đó, nhà của chú anh chị. Nó lỡ rồi tới đây luôn nè. Đây ra ngoài tới cái bè đó là cả mình nghĩ là hơn 10 mét à. Nó lỡ hết trơn này luôn nè, nguyên một cái về này ra ngoài đó xa lắm. Cô chú nói là tốt ở ngoài á con ơi, chứ không phải gần ở trong đây đâu. Cái này mình nghĩ là cũng mấy công đất á, chứ không phải là ít đâu. Cái diện tích đất lớn lắm. Mình zoom qua đây nha. Phước mấy cái thảo dừa nên là khó thấy á. Nó nha, ghê không? Này mà có cái bình hơi gì, có đội chuyên dụng mà lặn xuống đây một cái là mình nghĩ là chắc cũng sâu lắm á. Tại vì cái đọt dừa nó lúc xuống mất tiêu hết trơn, không có còn cái gì hết trơn nè. Trời ơi, cái đợt này sạt lở giống như là hồi ở bên kia nó sạt lở xuống nữa kìa. Nó nói hay không? Ghê không cô chú anh chị? Nó mới sạt lở xuống một cái đợt con dừa luôn đó. Sạt lở ở đây giống y gan như là khu vực Tam Bình, Vĩnh Long rồi năm rồi với năm trước á. Ở khu vực Vĩnh Long á. Kinh khủng luôn. Trời ơi, nhìn thấy một cái kinh khủng thôi chứ. Giờ là mất tiêu chứ nè. Ngoài đây còn ló đất nè. Mình nghĩ là ở gần mé này còn cạn nè. Nó lỡ nè. Đất kinh khủng không? Mất tiêu hết trơn, không còn miếng đất nào hết trơn á. Kìa, còn đọt dừa kìa. Nó cái đọt dừa còn chút xíu xíu à. Cô chú anh chị nghĩ đi. Là gần tầm 10 mét á. Mà bây giờ là chỉ còn có ló khoảng tầm mấy tấc à. Thấy kinh khủng không? Nguyên một cái về đó là đất mới lở luôn á. Trời ơi, quá khủng khiếp luôn rồi. Đứng ở đây chứ mình đang hồi hộp với lắm luôn nè. Sợ nó sập xuống nữa. Sập xuống là đồ đạc mình là ướt hết trơn luôn á. Nó cái phần đất nè. Rồi nó ló ra nè. Nhìn thấy ghê không? Nói chung là nó rất là dễ bị lúng xuống luôn á. Không biết là ở dưới đây nó có cái nãy dòng sấy hay là như thế nào hay không nha. Mình cũng đứng đây là sợ luôn á, cái cảm giác là sợ luôn á. Sông này lớn dữ lắm, lớn luôn cô chú anh chị ơi. Nó dài dài đằng đó đó. Nghe cô chú anh chị kia nói là có cái ngay cái giờ sụp đó là mấy cái bè là đang thu hoạch cá nữa nè. Là nó làm một cái gầm gầm đó, là ghê dữ dằn luôn. Do ở đây cũng hơi trong vườn bà con á nên là ít người nên mình cũng không hỏi thăm nhiều được. Nó nhìn thấy ghê không, quay cảnh cho cô chú anh chị xem nè. Chung là nhìn kinh khủng lắm, khi mà bà con cô bác nào mà tiếp cận đi cái vị trí này là kinh khủng dữ dằn luôn. Mình đứng ở đây là mình cảm giác là 4-5 công đất nó sụp xuống là kiểu như là mất tiêu hết trơn, không còn cái gì hết trơn luôn.
Đó, nghe nói là đất cũng gần gần ở ngoài bè đó chứ không phải gần ở trong đây đó. Và ngày hôm qua thì không chỉ sạt lở nha, mà nhiều nơi bị lốc xoáy á, tốc nhà rất là nhiều luôn. Bây giờ thì cô Tùng Vlog sẽ cho cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh ở khu vực Tiền Giang nha. Đây nè, nó kinh khủng không? Xoáy này là xoáy dữ dội lắm nha, bởi vì là những cái máy thiết á, nó hầu như là nó cuốn cong bẹp hết trơn luôn. Nó hôm qua là sập cũng rất là nhiều căn nhà nha, mấy chục căn nữa cô chú anh chị. Nhìn thấy kinh khủng luôn. Nhìn những hình ảnh này mình nhớ lại quê hương An Giang của mình đó. Năm rồi đó, mình cũng có quay một clip ở tỉnh Biên đó cô chú anh chị. Nó cũng lốc xoáy như thế này nè, kinh khủng giống vậy luôn nè. Là mấy chục căn nhà là bị bay nóc hết trơn luôn. Nó những cái phần thiết này nó nằm ghê gớm ở trên mấy cái dây điện rồi đó nè. Quá trời kinh khủng rồi cô chú anh chị ơi. Nó phải nói là nhìn thấy một cái là dã man, không có thể là cái từ nào mà diễn tả được cái nỗi mà kinh hoàng hết trơn. Mình nghĩ là cái giờ mà nếu mà có ai mà chứng kiến trực tiếp cái giờ mà lốc xoáy á, mình nghĩ là chắc tới bây giờ mọi người còn ám ảnh luôn á. Tại mình nghĩ là những cái phần thiết này nó sẽ bay dữ dội lắm, kèm theo đó là những cái cộng dây điện này, nếu mà còn điện, giờ mà chưa cúp điện mà còn điện á, là chắc chắn là sẽ có những cái tia lửa nó tung tóe nha. Ghê luôn, nhà bà con này không còn cái gì hết trơn luôn. Nó nguyên một cái căn nhà này là nó mất tiêu thiết hết trơn luôn. Rồi đồ đạc bà con người ta nè, nằm ngổn ngang ở ngoài đường hết trơn luôn. Rất là may khi mà xảy ra lốc xoáy thì bên điện lực người ta cúp điện liền luôn đó, nên là cũng không ảnh hưởng tới chập điện. Và cũng rất là may là ngày hôm qua cũng không có ảnh hưởng tới con người nha. Một cái điều mà tuy là rất là xui khi mà xảy ra những cái trận như thế này, nhưng mà cũng may mắn là không ảnh hưởng tới con người nha. Nói chung là mình cũng rất là sợ khi mà xảy ra lốc xoáy thì sẽ ảnh hưởng tới con người nha. Quá kinh khủng rồi. Những cái phần thiết à, nó nằm dắt da dắt dỏng ở trên những cái cổng dây điện á. Nó nhìn thấy ghê không? Nhìn rất là kinh khủng luôn nè. Những cái phần thiết mà những cái máy thiết mà nóc nhà bây giờ thì người ta sẽ có nguyên một miếng thiết dài của chú anh chị, mà nó cuốn tròn lại như thế này nè, nó dập lại á. Nằm ngổn ngang à, chạy xe ở đây nguy hiểm lắm luôn nè, sợ nó gớt xuống á. Mấy cái sắt nữa kìa, sắt cột gì nó bay hết tung tóe hết trơn luôn. Nó mấy cây cột điện nè, có chỗ là cột điện là nó nghiêng ngã luôn á. Quá kinh khủng luôn rồi. Trời ơi, không có từ gì mà có thể là diễn tả được luôn á. Cây cột điện này nó nghiêng ngã luôn rồi nè. Đồ đạc của bà con mà tiền ơi. Quá trời luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nam Mô Di Đà Phật à. Cầu trời Phật à, đếp tới là đừng có xảy ra những trận thiên tai như thế này nữa. Khổ bà con dữ dằn luôn. Nhà người nào đỡ đỡ thì có tiền lập lại liền. Còn nhiều cái căn nhà mà bà con người ta rất là khổ luôn. Khi mà sập nhà thì không có tiền mà để mà cắt lại luôn á. Giống như là ở tỉnh Biên năm rồi ấy, có nhiều căn nhà rất là khổ, rất là nghèo luôn. Sập rồi là không có tiền mà để mà xây sở mà cắt tạm bợ lại ở luôn á. Nó bay không còn cái gì hết trơn luôn. Nhà của bà con thì cột điện này nó rằng rất là gần với cột điện nha. Nó nhìn thấy rất là nguy hiểm không? Nó xoáy là bay đi thiết là tung tóe là nguy hiểm dữ lắm luôn. Trời ơi, nhìn thấy kinh khủng không? Không có còn cái gì hết trơn. Mình nghĩ cái giờ nào mà bà con người ta, cái giờ mà còn ở trong nhà mà nghe được những cái tiếng lốc xoáy á, mình nghĩ là kinh khủng lắm. Cách đây cũng lâu rồi, cậu Tùng Vlog cũng có chứng kiến trực tiếp cái cơn lốc xoáy ở ngay nhà mình luôn, là trước mặt nhà mình luôn, là thiết nó bay đó, cũng như là mà máy bay gãy giấy vậy đó. Trời ơi, kinh khủng lắm cô chú anh chị ơi. Đây là một cái quán cà phê nè. Nó căn nhà này là thiệt hại nặng nề nhất luôn nè.
là hầu như là không còn cái gì hết trơn luôn, chỉ còn những cái đồ dụng ở trong nhà chút đỉnh thôi, còn bao nhiêu là nó bay đi là không còn cái gì hết trơn luôn, nguyên một cái nhà tiền chế nha. Nó bây giờ là không còn sắt hay là thiết gì nữa. Mình nghĩ là những cái phần sắt với ton là nó ở phía trước rồi đó. Quá kinh khủng luôn rồi. Trời ơi, tivi nè, bàn thờ ông địa đâu nè. Nó những cái ghế mũ đâu nè, bà con người ta dọn dọn lại, gom gom lại đó, chứ không thôi là mình nghĩ là giờ hôm qua còn kinh khủng hơn nữa. Ồ Đạt này, đâu có còn cái gì nữa đâu. Không biết là cô chú giờ ở đâu nữa. Để chút xíu mình tìm cô chú mình hỏi thăm xem là như thế nào. Trời ơi, nhìn một cái là không có thể hình dung được luôn. Quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Rất là may là không ảnh hưởng tới con người nha. Nè cô chú anh chị ơi, hình ảnh ở phía trước đó. Giờ thì bên dân quân người ta hỗ trợ để mà dẹp dọn lại nè, tiếp cho bà con nè. Chứ giờ là bà con ở đây người ta làm không nổi luôn à. Nói như gì này rồi sao mà mình dẹp nổi. Cái cọc điện mất tiêu chạy hết trơn luôn rồi. Nhà cửa bà con nè, mình quay phía trước lại nè. Nói chung là rất là kinh khủng nha, hôm qua là kinh khủng dữ dằn lắm luôn. Hiện tại thì cũng vẫn còn đang mưa lâm râm nha. Đó, nhà của bà con nè. Rất là may là căn nhà này thì còn nha. Chỉ tóc một mớ ở phía bên đây là phía trước thôi. Giờ là bà con đang cố gắng khắc phục lại từ từ. Nhìn thấy cô đi mà mình thấy đau lòng. Nhà cửa là không có còn gì hết trơn. Quá khổ luôn. Những phần máy phía trước là mất tiêu hết trơn. Giờ này cũng vẫn còn đang mưa nữa. Không biết là những cái ngày sắp tới là như thế nào nha. Bão số 2 vừa qua rồi, giờ sắp tới nghe nói là bão số 3, số 4 sẽ vào đất liền nữa nè. Không biết là như thế nào nữa. Đây những ngày tới nè, mình mong là sẽ không có xảy ra một cái cơn bão nào nữa nha. Đây tới cuối năm. Bước sang, mình sợ là bước sang tháng 8 á, tới mấy cái tháng đó là thường thường là bão nhiều. Giờ mình đi vô trong nhà của chú mà nó đồ đạc trong nhà là nó bay rồi thiết ở phía ngoài cả. Giờ chúng qua chắc cô chú trốn không á, nó những cái phần la phong phía trên nè, nói chung là nó bay mất tiêu hết trơn luôn, không còn cái gì hết trơn luôn á. Quá kinh khủng luôn à. Gió nó giật, mà gió sấy nó sấy rồi nó giật những cái phần la phong đi hết. Giờ cô chú đang dọn dẹp lại nha, dọn dẹp hiện trường lại đó, những cái phần sắt nè. Giờ cái nào còn dính lại thì bà con người ta sẽ cắt ra, cắt những phần sắt ra, lấy những phần thiết. Chứ những phần sắt nào mà còn xài được thì để lại xài, còn cái nào xài không được thì mình nghĩ là chắc bán phế liệu luôn á. Thường thường là nó cong thiết mà nó bị sấy rồi là nó không có xài được đâu, thống dách cũng không được luôn đó. Nó sấy dặn 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 nguy hiểm lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cô chú anh chị và các bạn xem những hình ảnh ở khu vực Bến Tre nha. Hôm qua lúc sấy là những cái vườn mai của bà con nè, những cái chậu mai mà nó nằm rạp địa hết trơn luôn. Nó nằm sắp hết trơn luôn, y gan như là mình lấy đồ mình đùa cho nó ngã vậy đó. Nó như thế này nè, y gan như mình lấy cái chậu mình liện vậy đó. Kinh khủng không? Nhìn với nó là rất là dã man luôn nha. Nó giờ nó bay tung té hết trơn luôn. Mai lớn mai nhỏ gì nó nằm gặp vị hết trơn luôn. Kinh khủng lắm. Này phía sau nữa nè. Nó chậu như hầu như là nó sấy đi rồi, nó xô đi là sập hết trơn nha. Cây này nói chung là nhỏ thì nó cũng không ảnh hưởng gì, mà con người ta trồng lại được. Thường nhất là bà con người ta bị ảnh hưởng tới nhà, nhìn khá là nguy hiểm luôn cô chú anh chị ơi.
mình cũng cầu mong là đây tới cuối năm thì sẽ không có tình trạng lốc xoáy hay là sập đất nữa nha, để cho cuộc sống của bà con được bình yên. Đến đây thì có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc nha. Mình mong là cô chú anh chị và các bạn xem clip được nhiều sức khỏe, nhiều bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Luôn luôn gặp được nhiều may mắn. Rồi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào clip sau.